Lâm Khánh Chi khoe dáng nóng bỏng, mong tìm được định mệnh sau đổ vỡ. Lâm Khánh Chi vừa thực hiện bộ ảnh áo tắm, khoe vóc dáng gợi cảm. Đây cũng là món quà mà giọng ca chuyển giới dành tặng bản thân khi bước sang tuổi 47. Lâm Khánh Chi tự tin với nhan sắc ở tuổi 47. Cô nói khi đăng ảnh trên trang cá nhân đã được nhiều người động viên thi Hoa hậu ca sĩ ngày còn anh bên tôi nói cô là người cầu toàn. Yêu cái đẹp nên luôn nỗ lực chăm chút ngoại hình. Thậm chí trong 2 năm qua, Lâm Khánh Chi bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để có được nhan sắc như hiện tại. Cô không buồn khi bị mọi người nhận xét nghiện dao kéo. Bởi theo ca sĩ chuyển giới, mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau về cái đẹp nên không thể bắt người ta suy nghĩ giống mình. Dù bình luận khen hay chê, nữ ca sĩ cũng xem đó là sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Lâm Khánh Chi bộc bạch, tôi đánh đổi nhiều thứ để có được như ngày hôm nay. Vì muốn có một phiên bản hoàn hảo để cho khán giả hài lòng về mình. Dù phải bỏ ra tiền bạc, sức khỏe nhưng bù lại, tôi thấy xứng đáng. Những gì bản thân thấy thích thì tôi sẽ làm. Bởi con người chỉ sống có một lần nên phải hết mình với những gì mình thích để bản thân không hối tiếc. Lâm Khánh Chi cho biết bộ ảnh là dịp để cô check vóc dáng sau quãng thời gian ăn kiêng, nói về lý do thực hiện bộ ảnh áo tắm mừng sinh nhật. Lâm Khánh Chi cho hay, nửa năm qua, tôi đã ăn kiêng để siết body đẹp hơn. Sau quãng thời gian nỗ lực, tôi muốn thực hiện bộ ảnh này để kiểm tra xem vóc dáng của mình thay đổi thế nào. Tôi quan điểm xấu che, đẹp khoe nên khi tự tin thì mình khoe thôi, không vấn đề gì cả. Lâm Khánh Chi chia sẻ khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Thậm chí, nhiều cư dân mạng khuyên giọng ca chuyển giới thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Điều đó khiến tôi thấy rất vui. Nhưng tôi nghĩ mình không có khiếu, cũng đã quá tuổi đi thi. Mình nên nhường sân chơi đó cho những bạn trẻ. Nếu bây giờ tôi vẫn quyết tâm đi thi thì hơi ích kỷ. Vì ở hiện tại, tôi cũng đã được khán giả biết đến nên cơ hội đó hãy trao cho các bạn trẻ. Giọng ca 7X bày tỏ. Giọng ca chuyển giới mong tìm được hạnh phúc mới sau đổ vỡ bước sang tuổi mới, Lâm Khánh Chi mong được nhiều khán giả yêu thương hơn. Cô cũng bày tỏ hy vọng sẽ tìm được định mệnh đời mình để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Sau một lần đổ vỡ, nữ ca sĩ vẫn tin tình yêu màu hồng và luôn hết mình khi bước vào một mối quan hệ. Yêu là phải có kế hoạch cụ thể, có tương lai và hai người phải đồng quan điểm với nhau. Tôi là người phụ nữ thích kinh doanh. Nếu gặp một người như vậy thì mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Tôi không thuộc tuyết xem chuyện yêu đương là trò chơi. Tình yêu đối với tôi là phải nghiêm túc, Lâm Khánh Chi bày tỏ quan điểm. Lâm Khánh Chi, tuổi thọ tôi sẽ không cao vì phẫu thuật nhiều. Lâm Khánh Chi tin rằng dù một người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh đến đâu thì đều rất cần người bạn đời để hỗ trợ, đồng hành. Điều đó là sự hợp lực giống như hổ mọc thêm cánh. Tôi rất cần một người đàn ông như vậy để hỗ trợ mình trong công việc kinh doanh, giọng ca Mộng Liêu trai trải lòng.